cộng đồng Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ sẽ tổ chức một buổi ca vũ nhạc kịch Đêm Huyền Diệu vào lúc 7 giờ tối ngày 16 tháng 12 năm 2018 với sự góp mặt của ca đoàn Thanh Lễ và các ca sĩ Trung Tử Lưu, Hồng Hạnh, Tuyết Trinh, Hảo Vân. Chương trình được tổ chức tại 3700 West Orange Avenue, thành phố Anaheim. Xin liên lạc 714-892-7835, 892-7835 để nhận vé mời và biết thêm chi tiết. Cộng đồng Thanh Lễ trân trọng thông báo và kính mời. Lan Anh xin gửi lời chào thân thương tới quý khán thính giả của đài CBN trên băng tần 18.14. Lan Anh xin chúc quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và đầy tình yêu thương nhất. Bên cạnh đó, Lan Anh cũng gửi lời chân thành cảm ơn tới ban giám đốc của đài CBN đã tạo điều kiện và cho Lan Anh có cơ hội ngồi đây ngày hôm nay cùng với những người đại diện của nhà thờ Hội Thánh Cộng đồng Thanh Lễ Church. Và trong cái phòng thâu ngày hôm nay á, thì Lan Anh rất là vui mừng được chào đón vị đại diện của Hội đồng Thanh Lễ Church là mục sư Đoàn Hưng Linh và mục sư rất là trẻ trung và năng động là mục sư Tony Nguyễn. Lan Anh xin gửi lời chào tới mục sư Linh và mục sư Tony. Xin mời mục sư Linh cùng giới thiệu về bản thân mình và về cái vị trí của mục sư ở trong nhà thờ. Xin kính chào quý khán thính giả đài CBN 18.14. Tôi là mục sư Đoàn Hưng Linh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ. Trước ở Westminster, bây giờ chúng tôi ở Anaheim. Xin kính chào quý vị. Tôi là mục sư Tony, lo lắng cho mấy anh em nói tiếng Anh ở Hội Thánh Thanh Lễ ở bên thành phố Anaheim. Có nghĩa là mục sư đang phụ trách cho English Ministry tại Hội đồng Thanh Lễ, nhà thờ Thanh Lễ. Vâng, con được biết là mục sư Đoàn Hưng Linh đã phụ trách ở nhà thờ Thanh Lễ lâu lắm rồi, trong một thời gian rất là dài. Vậy giờ mục sư có thể chia sẻ một chút về những hoạt động của nhà thờ và những trong cái quá trình mà mục sư phụ trách ở trong nhà thờ với cái chức vụ là một mục sư quản nhiệm của nhà thờ Thanh Lễ như vậy đó, thì có những khó khăn gì và những hoạt động của nhà thờ ra sao, và trong cái vị trí và chức vụ của mình thì mục sư đã work hard như thế nào? Cảm ơn Lan Anh có câu hỏi. Thực ra Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ thì có mặt và đồng hành với cộng đồng ở vùng Little Sài Gòn hơn 40 năm nay. Vị mục sư tiền nhiệm của tôi cũng là người khai sáng Hội Thánh đó, là mục sư Võ Ngọc Thiên Ân. Thì ông quản nhiệm Hội Thánh rất là nhiều năm. Tôi quản nhiệm Hội Thánh khoảng mười mấy năm sau này thôi. Nhưng mà chúng tôi có khoảng vài trăm người ở trong các lứa tuổi khác nhau. Và cái sứ mạng chúng tôi muốn nhắm đến là giúp nhau đến gần với ơn trời, tình người và niềm vui phục vụ. Đến gần với ơn trời là tại vì chúng tôi tin rằng chúng ta được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời, nhưng mà cái mối liên hệ của chúng ta đối với Ngài thì nó bị trở ngại, bị trục trặc, cho nên chúng ta cần được đến gần. Còn tình người thì cũng bị nhiễm độc, cho nên chúng tôi đến gần với Chúa để có thể đến gần với nhau qua những cái đổ vỡ, qua những cái nghi ngờ, qua những cái trở ngại rất là bình thường của cuộc đời, rồi giúp nhau để có thể xây dựng cái tình yêu thương chân thành. Nhưng mà trên hết thì là muốn giúp nhau có được cái niềm vui phục vụ, vì chúng tôi tin rằng chúng ta được tạo nên là để có thể đóng góp và có niềm vui đóng góp. Thì làm sao biết được cái sự kêu gọi riêng của mỗi người và cái năng khiếu mà Đức Chúa Trời ban ơn cho mỗi người, kể cả những kinh nghiệm đau buồn của mình có thể dùng. Thì đó là cái hướng mà chúng tôi muốn phục vụ Chúa giữa vòng cộng đồng. Có nghĩa là mục đích của cộng đồng Thanh Lễ, nhà thờ Thanh Lễ muốn mang tình yêu thương của Chúa đến với tất cả mọi người, và trong những lúc mà cuộc sống của chúng ta đầy bế tắc và đau thương nhất thì cái niềm hy vọng và ánh sáng của Chúa luôn ở cùng với tất cả chúng ta. Là đó là cái mục đích và sứ điệp mà nhà thờ Thanh Lễ gửi đến cho quý khán thính giả đang nghe đài bây giờ. Vâng, và mục sư, bên cạnh những
cái ý nghĩa và cái sứ điệp đó, thì trong nhà thờ mình có những cái hoạt động hàng tuần như thế nào? Phục sư có thưa thể chia tôi sẻ với... xin nói là một chút, hồi nãy chị Lan nói là chúng tôi mang tình yêu thương của Chúa đến với cộng đồng đó. Thì tôi nghĩ nói như thế này thì nó chính xác hơn. Thật ra là Đức Chúa Trời yêu thương mọi người. Và chúng tôi thì hiểu được phần nào tình thương đó và muốn chỉ cho nhau điều đó. Chứ không phải chỉ chúng tôi mới có tình thương của Chúa. Nhưng thật ra chúng ta nhận được ơn trời trong cuộc đời của chúng ta. Thì nói chung chúng tôi có giờ sinh hoạt của những người nói tiếng Việt, hai lễ thờ phượng vào sáng Chủ nhật là 8:15 và 10:30, và hai lễ thờ phượng bằng tiếng Anh 10:30 và 12:30. Trong tuần thì chúng tôi có rất là nhiều giờ sinh hoạt ở tại nhà thờ và ở trong các tư gia, các nhóm khác nhau, rất là nhiều nơi khác nhau ở trong các lứa tuổi. Nói chung là rất là năng động và có tất cả các phục vụ dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Vâng, và như mục sư Linh vừa mới chia sẻ tới quý vị đó, quý vị thấy không, những cái sứ điệp mà nhà thờ Thánh Lễ muốn chia sẻ tới quý vị là tình yêu thương của Chúa, mà chính bản thân của mục sư và tất cả các tín đồ trong nhà thờ cũng đã được cảm nhận qua tình yêu của Chúa là như vậy. Vâng, và bây giờ quay trở lại với mục sư Tony. Mục sư Tony, em được biết là mục sư tới nhà thờ Thánh Lễ và phục vụ Chúa ở đó một thời gian lâu rồi. Đó, và before là you came up to Thánh Lễ Church là mục sư serve ở trong Korean Church, right? Và bây giờ mục sư có thể introduce about yourself and về những cái activities ở tại nhà thờ Thánh Lễ for ministries. Okay, cảm ơn chị Thanh Lan. Thì theo như ban đầu Tony muốn nói, tiếng Việt của Tony rất là dở. Học tiếng Việt tới bây giờ ở hội thánh mình cũng tại cũng chắc ăn cũng nhờ cũng grace of God, you know. But trước khi Tony tới hội thánh mình thì Tony ở hội thánh của người Đại Hàn, lớn lên hội thánh người Đại Hàn, thì nói tiếng Anh được, nói tiếng Đại Hàn được, nhưng mà nói tiếng Việt thì rất không được. Nhưng mà lớn lên thì nói chuyện tiếng Việt chứ bà ngoại thì coi phim Tàu á, thì hai bà cháu ngồi xuống coi phim Tàu nên nói chuyện Việt, tiếng Việt với nhau, thì nhiệt thôi từ đó mà ra, phải không? Nhưng mà bây giờ đó thì thôi nói tiếng Anh nha, tại nói tiếng Anh có thể nó dễ để mà describe cái situation of the projects we do. Thì so some of the projects we do, one of the things that we love to do here at TLC is that we love to be together in community. Right, family is very important, and we want to make sure that everyone who comes into the church feels like they're part of the people of the church. They don't feel like they're excluded, they don't feel like they're far away, but they feel like they're part of the community. So we have groups that meet up throughout the whole entire week, from Tuesday all the way to Saturday. Small groups meet in people's houses, we eat together, we laugh together, we talk together, we cry together. It's kind of just doing life together. So that's one of the things we love to do. We love to be able to gather together. But it's not just about, like, you know, talking about Jesus to each other, but it's about living and engaging in this world with a hope and a sense of hope. So we also create we have a dance culture at TLC. We have a professional dance choreographers who are Christians, who are Vietnamese Christians, it's out there, and they're leading these dance teams, and we're out there competing, we're showcasing. And so that's really exciting stuff that we're trying to do. And we also because we love the community around us, we go back to different countries like Cambodia. We've been to Arizona. I know Arizona's not a country, but like Arizona to Navajo Nation, where we deal with a lot of the brokenness of these Navajo kids over there. So, you know, we have a lot of outreach towards broken people, trying to restore them to their purpose and their hope in the Lord Jesus Christ. Yeah. Wow. It's so interesting, huh? Yeah, quý vị mới nghe mục sư Tony chia sẻ về những hoạt động và những chương trình mà mục sư cùng với các bạn trong ban tiếng Anh cùng đi học việc Chúa và làm những chương trình truyền giảng và đến để khích lệ cho những trái tim mà đau khổ và tan vỡ ở rất nhiều nơi, không những ở nước Mỹ đâu mà cũng ở các đất nước khác nữa. Vâng, và quay lại mục sư Linh một chút xíu, là con muốn hỏi mục sư Linh là ngoài những cái hoạt động hàng tuần của nhà thờ ra
thì bên cạnh đó đó thì có những hoạt động nào để dành cho những lứa tuổi như là cho các em thiếu nhi hoặc những lứa tuổi trên đó nữa, hoặc cho tất cả các lứa tuổi không? Giống như là ngoài những cái sinh hoạt lễ hàng tuần thứ bảy và chủ nhật thì ngoài đó ra thì còn những cái chương trình nào khác cho mọi lứa tuổi? Cảm ơn Lan Anh. Thì cũng giống như sư Tony vừa mới nói, thì thật ra trong tuần từ thứ ba, thứ tư, cho những người lớn tuổi có là có sinh hoạt của nhiều nhóm và nhiều lứa tuổi khác nhau. Hồi nãy một sư Tony nói là cùng khóc cùng cười với nhau. Thật ra tôi chưa thấy một sư Tony khóc bao giờ, tôi thấy cười nhiều hơn. Tôi không biết lúc nào khóc. Nhưng mà đó là cũng điều Chúa dạy là vui với người vui, khóc với người khóc. Trong lứa tuổi cao niên hay lão niên thì các bác cũng có những nhóm nhỏ, và mỗi tháng thì các bác cũng gặp nhau một lần, chung hết mọi người. Lứa tuổi trung niên thì cũng có ở trong các nhóm nhỏ sinh hoạt trong tuần hay là trong tháng, và rồi trong tháng họ cũng có giờ gặp nhau. Đến lứa tuổi tráng niên, tôi nghĩ có thể là nói là khoảng 59 trở xuống thì cũng có thì như vậy. Và chúng tôi cũng mong có những cái nhóm khác của những cha hay là mẹ độc thân có thể nâng đỡ lẫn nhau. Tại vì có thể có nhu cầu đặc biệt chăm sóc con hay là những cái nhu cầu khác thì cũng có thể dễ nâng đỡ với nhau nhiều hơn. Dĩ nhiên theo truyền thống Tin Lành thì chúng tôi thường cũng có những cái lớp mà mọi người học trực tiếp Kinh Thánh vào mỗi Chủ nhật. Có cái lớp nào mà dạy về hôn nhân không, mục sư? Thưa... Hôn nhân tình yêu đôi lứa, ngoài những cái hoạt động mà cho cộng đồng ra. Dạ, hôn nhân, lớp về hôn nhân thì là tự nhiên. Tình yêu thì chỉ có mục sư Tony dạy thôi. mục sư Tony. Còn nói chung là để hỗ trợ gia đình đó, thì những cặp sắp làm đám cưới thì chúng tôi có một chương trình rất là rõ ràng, khoảng chừng 6 đến 8 tuần để giúp những cặp đó chuẩn bị. Tuy nhiên thì khi đồng hành với nhau trong đời sống hôn nhân thì cũng cần nhiều sự nâng đỡ khác. Thì chúng tôi cũng có những cái giờ nói chuyện, hay là chúng tôi cũng có một số vị được huấn luyện để có thể tư vấn trong những cái thử thách mà họ trải qua. Thì chúng tôi mong điều đó sẽ khích lệ mọi người trong cuộc sống, tại đôi khi có nhiều ý tốt để làm điều này điều kia, nhưng mà nếu đời sống gia đình thì gặp trở ngại thì cũng cần vượt qua, mà vượt qua với ý người, sức người thì nó không có đủ. Vậy là phải vượt qua bằng sức của Chúa và sự hướng dẫn của Chúa, sự cầu nguyện của mình, cả hai đều ngửa trong sự ban ơn của Chúa thì dễ đến gần với nhau hơn. Giống như cái hình tam giác như vậy đó, nếu chúng ta đến gần với Chúa hơn mỗi người thì các tự nhiên sẽ đến gần với nhau. Còn nếu ở đây mà đến gần với nhau thì nhiều lúc cũng hơi căng. Có nghĩa là mối quan hệ của mình tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn là bởi cái sự dẫn dắt và hỗ trợ từ Chúa. Đó là cái sức mạnh và tình yêu của Chúa. Vì sao mà Chúa yêu thương loài người bằng một tình yêu thương vô điều kiện, phải không mục sư? Dạ, đúng rồi, rất là tốt. Vâng, và bên nhà thờ mình có những hoạt động nào dành cho những người già ở nursing home không mục sư? Dạ, là các bác và ban thăm viếng chăm sóc của Thánh thì cũng có những thì giờ thăm viếng các bác tại một số nursing home. Thật ra thì chúng tôi cũng muốn noi gương một số nơi khác, không những thăm viếng nâng đỡ mà thôi, mình hy vọng cũng sẽ có một số cái phục vụ cụ thể. Tại vì cũng có nhiều người làm tóc, làm móng tay. Thì chúng tôi muốn học hỏi như nơi khác để làm như điều đó khi thuận tiện. Tại vì cũng có những quy định mà phải được phép thì mới làm điều đó một cách thường xuyên được. Quay trở lại mục sư Tony nhé. Can you share with the audience that about your experiences in your on your way to serve God? Okay. Thank LTC Church. Okay. Well, it's you know, one of the beautiful things about serving at TLC is that I really believe that God has given us a desire to kind of bless
and kind of work with the Vietnamese community. We have a lot of young brothers and sisters who are in the working field, in every single field out in the community, trying our best to live life, to do life, to kind of integrate with each other more towards Jesus Christ. So that's usually the life of what TLC members look like. Mm-hmm. Wow, interesting. Keep going. Thưa quý vị, thời gian cũng rất có giới hạn và đến đây thì chương trình đã kết thúc rồi. Lan Anh xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi phần talk show ngày hôm nay của nhà thờ cộng đồng Thanh Lễ Church và xin mời Mục sư Linh và Mục sư Tony cùng gửi lời chào tạm biệt tới quý khán thính giả. Xin kính chào quý khán thính giả đài CBN. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và cầu chúc quý vị có thể cùng với chúng tôi tìm biết được ơn trời, tình người và niềm vui phục vụ trong cuộc đời của mình. Xin kính chào quý vị của CBN TV. Tony xin wish you guys blessing, grace and I hope I see you guys very soon. Vâng, Lan Anh một lần nữa cũng xin gửi lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành quý khán thính giả đã theo dõi chương trình talk show của Hội đồng Nhà thờ Thanh Lễ Church, Cộng đồng Thanh Lễ Church ngày hôm nay. Lan Anh xin gửi lời chào thân thương và tạm biệt. Cộng đồng Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ sẽ tổ chức một buổi ca vũ nhạc kịch Đêm Huyền Diệu vào lúc 7 giờ tối ngày 16 tháng 12 năm 2018 với sự góp mặt của ca đoàn Thanh Lễ và các ca sĩ Trung Tử Lưu, Hồng Hạnh, Tuyết Trinh, Hảo Vân. Chương trình được tổ chức tại 3700 West Orange Avenue, thành phố Anaheim. Xin liên lạc 714-892-7835, 892-7835 để nhận vé mời và biết thêm chi tiết. Cộng đồng Thanh Lễ trân trọng thông báo và kính mời.